Thưa quý vị, có những thời điểm dường như tất cả mọi điều tồi tệ đều ập đến với bạn. Hư hỏng đồ đạc, mất tiền, công việc không vừa ý, con cái đau ốm. Thường thì may mắn đến một, nhưng xui xẻo đến gấp hai, ba. Có lẽ đó là một sự trùng hợp về thời gian hoặc liên quan đến tử vi, phong thủy. Chỉ một trong những dấu hiệu sau đây tồn tại trong nhà sẽ khiến gia đình bạn gặp nhiều điều không may mắn, làm giảm sự thịnh vượng. Bạn cảm thấy không thoải mái và mệt mỏi vì cuộc sống gặp phải quá nhiều rắc rối. Bạn luôn cảm thấy mình thiếu may mắn. Vậy, đã bao giờ bạn nghĩ rằng tất cả những vấn đề này đều có liên quan đến phong thủy của ngôi nhà đang ở? Sau đây là một số dấu hiệu phổ biến được đánh giá là không tốt lành nếu xuất hiện trong nhà, bởi vì nó có thể khiến gia đình bạn gặp nhiều điều không may mắn, làm giảm sự thịnh vượng. Nhận biết rõ những dấu hiệu này để tạo ra những thay đổi phong thủy có lợi, giúp mang về tài lộc, thịnh vượng và sự giàu có cho gia đình. Mèo hoang xuất hiện trên mái nhà. Theo phong thủy, mèo hoang xuất hiện trên mái nhà có nghĩa rằng gia đình bạn sẽ có người gặp phải nạn tai. Nếu mèo hoang xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau xung quanh trong nhà, cho thấy khu vực thờ cúng tâm linh không tốt, không ổn định, nên bạn cần xem xét lại càng sớm càng tốt. Cá nuôi trong nhà đều bị chết. Có rất nhiều người thích nuôi cá cảnh trong nhà như một giải pháp phong thủy, nhưng phải đặc biệt chú ý đến nó. Sẽ không có vấn đề gì nếu một đến hai con cá bị chết. Tuy nhiên, nếu tất cả cá nuôi đều bị chết thì nó báo hiệu cho sự phá sản hoặc bệnh tật. Lúc này, tốt nhất là bạn không nên tiếp tục nuôi cá vì không phải ai cũng hợp và có thể nuôi cá thành công. Mặt trước bàn thờ tổ tiên chếch xuống đất. Bàn thờ tổ tiên là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống đẹp của các gia đình Việt Nam từ bao đời nay. Bạn nên chọn mua bàn thờ bằng phẳng, chắc chắn, thay vì có quá nhiều đường cong, uốn lượn. Vì loại bàn thờ này rất dễ trượt xuống dưới. Và nếu mặt trước của bàn thờ có xu hướng chếch xuống đất, nó đại diện cho sự thất thoát tiền bạc và của cải trong nhà. Tường phòng thờ bị nứt. Các bức tường trong phòng thờ hoặc bức tường kê bàn thờ bị nứt là một dấu hiệu rất xấu. Điều này cho thấy các thành viên trong gia đình có thể bị ốm, bệnh tật hoặc bị tai nạn. Do đó, bạn phải nhanh chóng sửa chữa các bức tường để duy trì sức khỏe và sự an toàn cho bản thân cũng như mọi người trong gia đình bạn. Mạng nhện răng chẳng chịt. Mạng nhện thường phát sinh khi nhà cửa không thường xuyên được làm sạch, là dấu hiệu của sự xuất hiện những luồng khí độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe. Để tránh vận hạn này, gia chủ nên dành thời gian mỗi tuần để làm sạch nhà cửa, tránh sự tích tụ mạng nhện ngăn cản sự hanh thông tài lộc và may mắn. Chuột sống trong nhà của bạn. Ngôi nhà của bạn có thể thiếu vệ sinh nên lũ chuột mới tìm đến để sinh sống. Chúng sẽ mang tới sự ô uế, làm xáo trộn và gây bất an cho con người nếu ẩn náu lâu dài trong nhà. Bạn phải tiêu diệt hết lũ chuột ra khỏi không gian sống một cách nhanh chóng và dứt khoát. Cây cảnh trong nhà bị héo hoặc chết một cách bất thường. Hoa và cây cảnh
luôn không thể thiếu được trong mỗi gia đình. Chúng không chỉ làm đẹp và tô điểm thêm cho không gian sống mát mẻ, mà còn là một cách cải thiện phong thủy khi gia chủ trồng đúng những loại cây cảnh giúp mang lại may mắn, tài lộc. Mặt khác, bạn cũng có thể dựa vào cây cảnh để nhận biết trước những điềm báo xui xẻo sắp ập đến. Nếu bỗng dưng một chậu cây cảnh nào đó trong nhà bị héo hoặc chết một cách bất thường, không xác định được nguyên do, thì có thể gia đình bạn sắp phải đối mặt với việc kiện tụng, cãi cọ hoặc tranh chấp. Thưa quý vị, trên đây là một số điềm báo xui xẻo cho thấy sắp gặp những vận hạn khó lường. Nếu nhận biết sớm những dấu hiệu này, bạn có thể có cách giảm thiểu xui xẻo và ngăn chặn sự quay lại của nó trong tương lai. Dân gian hay khoa học đều có cái này, cái khác. Chúng ta sống còn có cái tình. Khi chúng ta thể hiện sự nhân đạo, mọi chuyện xấu sẽ giảm đi, chuyện tốt sẽ tới, mang lại nhiều điều may mắn, tài lộc cho gia đình của bạn. Cảm ơn bạn đã xem. Mời bạn đăng ký kênh để theo dõi các video về sức khỏe và phong thủy. Chúc bạn vui vẻ, thành công trong cuộc sống.